Bao đời nay, phần lớn ngư dân bản ngang ở tỉnh Quảng Nam chủ yếu khai thác gần bờ. Các sản phẩm khai thác được thường bán tươi ở các chợ địa phương, bán cho các cơ sở chế biến nhỏ hoặc các thương lái để sau đó họ đem bán lại ở các chợ lớn hơn trên địa bàn tỉnh hoặc các tỉnh lân cận. Với cách thức tiêu thụ này, ngư dân và gia đình họ có thu nhập và lợi nhuận rất thấp, lại bất biện. Các sản phẩm thủy sản của bà con đang gặp khó khăn trong việc vươn tới những thị trường xa hơn và lớn hơn do họ không có kiến thức và kỹ năng tiếp thị sản phẩm của mình. Do vậy, việc hỗ trợ tiếp thị trực tiếp sản phẩm thủy sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập nhằm cải thiện đời sống cho bà con là mục tiêu mà dự án sinh kế thủy sản tỉnh Quảng Nam đang xúc tiến. Sau khi tiến hành khảo sát và lấy ý kiến bà con ngư dân tại 6 xã Duy Hải, Duy Nghĩa, Bình Hải, Bình Nam, Bình Minh và Tam Tiến, chỉ có một chi hội nghề cá xã Bình Minh, huyện Thân Bình đáp ứng các tiêu chí lựa chọn. Bình Minh là một xã ven biển có tổng số tàu thuyền là 111 chiếc, trong đó loại có công suất trên 90 HP có 48 chiếc. Sản lượng khai thác thủy sản hàng năm của xã khoảng 4.000 tấn, trong đó cá chiếm khoảng 90%, mực và các hải sản khác là 10%. Loại thủy sản tiêu thụ dạng tươi chưa qua chế biến là 600 tấn, chế biến khô là 2.300 tấn, nước mắm 900 tấn và còn lại các dạng sản phẩm khác. Các sản phẩm chính: mực tươi, mực khô, mực hấp, cá tươi ướp đá, cá khô, cá hấp phơi khô, nước mắm, mắm chượp, v.v. được sản xuất, thu mua chủ yếu tại 15 cơ sở chế biến thủy sản của các thành viên trong hội nghề cá. Trong đó có 9 cơ sở có mức sản lượng trên 10 tấn một năm. Việc bán hàng chủ yếu phải qua đầu nậu trung gian nên không tránh khỏi việc bị ép giá và bị động trong sản xuất, chỉ sản xuất khi chủ nậu đặt hàng. Do vậy, đời sống nhân dân xã Bình Minh, nơi trực tiếp làm ra sản phẩm thủy sản thì khó khăn, vận hoàn khó khăn. Thì trước hết, mục đích của chúng tôi là giải quyết công an việc làm cho một số bà con mà nghèo hiện nay. Tức là khi mà đã tập hợp được thì những cái người mà lao động nghèo tiếp cận được cái thị trường, rồi giải quyết công an việc làm trực tiếp vận chuyển từ cái hàng hải sản mà bà con từ trước đến đã mong ước chuyển lên miền núi để đầu buôn bán giao lưu trên cái mặt hàng hải sản ở trên miền núi này. Nhận thấy lợi ích thiết thực do dự án đem lại, các thành viên trong chi hội nghề cá xã Bình Minh tích cực tham gia các hoạt động như hội thảo, tập huấn. Đặc biệt là hoạt động trực tiếp gặp gỡ, giao thương giữa người mua và người bán tại ba huyện miền núi Nông Sơn, Quế Sơn và Hiệp Đức. Đây là những hoạt động nhằm giới thiệu sản phẩm thủy sản của chi hội, tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ buôn bán, đồng thời tìm hiểu nhu cầu của khách hàng ở từng địa phương, cũng như số lượng, giá cả từng mặt hàng, có khả năng tiêu thụ và những vấn đề liên quan. Huyện Nông Sơn có khoảng 35.000 dân, là thị trường tiềm năng về tiêu thụ sản phẩm thủy sản. Toàn huyện có 3 ngôi chợ, trong đó Trung Phước là chợ trung tâm. Tại đây có hơn 10 sạp bán hàng thủy sản, nhưng với số lượng hàng hóa không nhiều và độ tươi của nguồn hàng này cũng không được đảm bảo. Nguyên nhân chủ yếu do đường xá đi lại xa xôi, cách trở, nên nguồn hàng phải bảo quản dài ngày và phải qua nhiều khâu trung gian mới đến chợ. Đa số nguồn hàng thủy sản bày bán tại đây có nguồn gốc từ biển Hội An và được vận chuyển bằng đường sông Thu Bồn hoặc đường bộ, nên giá cả vừa cao lại vừa bấp bênh, nhất là trong những lúc hàng không vận chuyển lên được. Trong mùa đông, hầu như không có nguồn thủy hải sản nào tươi để bán. Do vậy, với việc làm này của Ban triển khai dự án sinh kế thủy sản tỉnh Quảng Nam và chi hội nghề cá xã Bình Minh rất được bà con huyện Nông Sơn đồng tình.
thực trạng ở đây là cái giá cả nó ít được ổn định, tức là có lúc là nếu trời thuận lợi thì cá nó rẻ, mà nó không thuận lợi, ví dụ như mưa bão thì cá ở đó đắt. Dĩ nhiên là ở cái điểm cung ứng nó có thể là nó giữ ổn định giá, nhưng mà ở những nơi mà tiêu thụ thì thường hai bắp bay. Cái thứ hai là chất lượng cá, có thể là cá lên tới Nông Sơn thì qua cái đường đi cách Thân Bình cũng khoảng trên dưới 50 cây số, cách Hội An cũng trên dưới 50 cây số và cách Đà Nẵng cũng trên 70 cây số. Nên khi cá mà lên được ở trên này thì nó cũng qua nhiều cái tầng lớp trung gian, nên cá nó thể là không được ngon, chất lượng nó không được ngon. Vì vậy cho nên là cũng rất là muốn là chỗ các hiệp hội cá của Bình Minh nếu có điều kiện thì nên hợp tác này là hợp tác phải bền vững, phải lâu dài, để là trước mắt là để mình làm sau đó để cái bình ổn được cái giá hải sản ở địa phương và giúp cho người dân có cái điều kiện người ta tiếp cận được cái loại hải sản tốt. Huyện Quế Sơn có gần 85.000 dân với 14 đơn vị hành chính, bố trí ở cả 3 vùng, đồng bằng, trung du và miền núi. Chợ Đông Phú là chợ trung tâm của huyện, có quy mô khá lớn và cũng được coi là trung tâm phân phối hàng hóa đến các huyện lân cận như Nông Sơn, Hiệp Đức và Phước Sơn. Do vậy, nguồn hàng ở đây khá phong phú. Riêng hàng thủy sản có đến 12 quầy bán cố định và số hàng này có nguồn gốc từ Đà Nẵng, Hội An, Núi Thành và Thân Bình. Vì là chợ lớn có tính cạnh tranh cao nên ở chợ này có một số quy định khác biệt so với các thị trường khác. Đó là giá cả được xác định ngay từ đầu giờ mỗi buổi sáng, tùy theo số lượng hàng hóa hiện có và việc thanh toán giữa các đại lý và người bán hàng sẽ được thực hiện ngay vào buổi chiều khi bán hàng xong. Huyện Hiệp Đức nằm trên con đường quốc lộ 14A, cách Tam Kỳ hơn 50 km về phía Tây Bắc và cách Đà Nẵng hơn 70 km về phía Tây Nam, với dân số hơn 40.000 người. Huyện Hiệp Đức có hai chợ lớn cùng nằm trên tuyến 14A và cách nhau khoảng 20 km, đó là chợ Việt An và chợ Tân An. Đây là những chợ có nguồn hàng phong phú, kể cả nguồn hàng thủy sản. Nhưng cũng giống như đa số các chợ ở miền núi là chất lượng hàng thủy sản ở đây chưa được đảm bảo và giá cả do thương lái tự quyết định, phụ thuộc vào nguồn hàng có hàng ngày. Các trang thiết bị và yếu tố kỹ thuật đảm bảo bảo quản hàng thủy sản dài ngày hầu như không có, nên ngày nào phải giải quyết xong ngày nấy. Đây cũng là trở ngại trong việc tiêu thụ nguồn hàng thủy sản ở các huyện miền núi nói chung, nhất là trong những lúc mưa bão. Các huyện Nông Sơn, Quế Sơn và Hiệp Đức là ba huyện vùng cao, không có biển, dân số đông. Vì vậy, cái nhu cầu về tiêu thụ hàng thủy sản tương đối lớn, trong đó đặc biệt là thủy sản biển. Để xác định chính xác cái nhu cầu này, Ban triển khai dự án sinh kế thủy sản Quảng Nam đã hỗ trợ chi hội nghề cá xã Bình Minh tiến hành khảo sát. Mục tiêu của cuộc khảo sát là nhằm xác định nhu cầu, giá cả và phương thức mua bán. Qua khảo sát và hội thảo giữa người mua, người bán tại thị trường này, chúng tôi đã xác định một cái phương thức mua bán tối ưu nhất, đó là phương thức bán buôn, nghĩa là chi hội nghề cá xã Bình Minh phải tập trung một lượng hàng đủ lớn để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng thường xuyên và liên tục. Đây là nhiệm vụ không phải nhỏ đối với chi hội nghề cá xã Bình Minh. Từ kết quả các chuyến khảo sát thị trường, Ban triển khai dự án sinh kế thủy sản tỉnh Quảng Nam kết hợp chi hội tổ chức một cuộc hội thảo nhằm bàn biện pháp thiết lập mối quan hệ bán hàng. Trên cơ sở đó, Ban triển khai dự án tiếp tục mở lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức cần thiết như cách thức thu gom, bảo quản, tiếp thị trực tiếp sản phẩm và quản lý bán hàng, cũng như quảng bá thương hiệu. Đặc biệt, đào tạo kỹ năng làm việc nhóm và vấn đề tài chính của nhóm, hướng dẫn quản lý bán hàng, theo dõi và xử lý công nợ, v.v. Sau khi kết thúc các đợt giới thiệu sản phẩm, Ban triển khai dự án sinh kế thủy sản tỉnh Quảng Nam còn hỗ trợ cho hội nghề cá xã Bình Minh 4 đợt chuyên hàng với số lượng 1,65 tấn, bao gồm mực tươi các loại, cá tươi ướp đá, cá hấp phơi khô, nước mắm,
đến bán tại các huyện Đông Sơn, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tam Kỳ và Đà Nẵng. Như vậy, hoạt động hỗ trợ tiếp thị trực tiếp sản phẩm thủy sản là một hoạt động mới được triển khai tại tỉnh Quảng Nam, nhưng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Hội nghề cá xã Bình Minh từng bước mở rộng thị trường bán hàng thủy sản đến 3 thị trường ở các huyện Đông Sơn, Quế Sơn, Hiệp Đức. Bước đầu, họ đã thiết lập mối quan hệ mua bán sản phẩm thủy sản với 15 khách hàng, trong đó có 10 tiểu thương bán hàng thủy sản tại chợ, 2 nhà hàng và 3 hộ kinh doanh khác. Điều đáng mừng là qua các cái tập huấn, qua các cái cuộc hội thảo, qua cái các cuộc khảo sát thì cái năng lực về bảo quản, thu gom và tiếp thị trực tiếp sản phẩm của hội viên được nâng cao. Cụ thể là bà con hội viên là biết cách thu gom một lượng hàng để giao cho khách hàng và biết cách bảo quản để cho hàng hóa được tốt hơn, biết cách tiếp thị sản phẩm. Ngoài ra còn biết cái cách quản lý về bán hàng như là lập danh sách bán hàng, quản lý về công nợ. Đây là một điều kiện hết sức cơ bản để cái chương trình tiếp thị trực tiếp sản phẩm ngày càng phát triển, nhằm để đem lại cái đời sống, nâng cao cái đời sống vật chất cho ngư dân nghèo ở ven biển Bạch Ngang. Nhưng một điều đáng tiếc rằng sau khi thực hiện cái chương trình này, chúng tôi thấy chỉ mới hỗ trợ phần tiếp thị, còn phần hỗ trợ bán hàng thì còn quá ít. Đây là hàng tươi sống cho nên cần phải hỗ trợ các cái dụng cụ bảo quản như thùng cách nhiệt và tủ đông. Cái quảng bá thương hiệu cũng là một vấn đề trong cái hoạt động tiếp thị, tuy nhiên trong cái hoạt động này thì cũng chưa được đề cập đến. Cái hoạt động này rất có hiệu quả, được bà con đồng tình ủng hộ, tuy nhiên mới triển khai ở một xã là quá ít. Chương trình hỗ trợ tiếp thị trực tiếp sản phẩm thủy sản do Ban triển khai dự án sinh kế thủy sản tỉnh Quảng Nam triển khai tại xã Bình Minh, huyện Thân Bình, không những giúp cho hội nghề cá của xã Bình Minh nói riêng, bà con ngư dân nói chung tiếp cận được thị trường bán hàng, giải quyết tốt được đầu ra của sản xuất. Từ đó góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hội viên và ngư dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Do vậy, hoạt động này được bà con ngư dân đánh giá cao và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của họ. Người dân một số huyện miền núi tiếp cận được nguồn hàng thủy sản chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Ngoài ra, hoạt động này cũng đã thúc đẩy quá trình mua bán trao đổi hàng hóa của địa phương, tạo sự phong phú đa dạng mặt hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng thủy sản của người dân. Thank you.